Xin chào tất cả anh chị em. Xin chào tất cả anh chị. Chưa thấy ai. Chưa thấy ai. Thì mình cứ nói được mà. Còn sau này người ta xem cái giờ đâu phải mình phát cái họ xem liền. Xin giới thiệu với tất cả anh chị. Hôm nay có anh Trịnh Chủ ở ngoài Tây Nguyên, là anh là một đối tác và một cổ đông tập đoàn Skyway. Thì ngày hôm nay anh có một cái bí mật triệu đô và anh muốn truyền tải đến tất cả anh chị, và xin mời tất cả các anh chị nghe sau đây nghe anh Trịnh Dũng làm chủ doanh nghiệp, làm chủ kinh doanh được 15 năm kinh nghiệm, thì sẽ truyền tải một số thông tin để mà mình khởi nghiệp trong thời đại 4.0 này. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Vậy thì bữa hôm nay thì cũng sẽ đi sơ lược để làm sao cho tất cả các cổ đông và đối tác của tập đoàn Skyway hiểu được như thế nào là một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Để khi mà chúng ta trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp thì chúng ta mới có thể đi làm đối tác được. Vậy thì rất nhiều cái phương pháp để mà làm giàu, rất nhiều bí quyết, đúng không? Khi chúng ta là nhà sắp thôi thì rất nhiều cái bí quyết, nhưng mà chỉ có một cái bí mật mà rất ít ai tìm hiểu. Đó, thì hôm qua cũng hôm nay thì muốn chia sẻ để làm sao cho tất cả các anh chị trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cái hồi xưa đến giờ là mình đầu tư theo cảm xúc, đúng không? Đầu tư theo niềm tin của bạn bè. Đó, vậy thì để làm sao chúng ta nhận dạng được cơ hội, nắm bắt cơ hội, làm sao chúng ta đầu tư không mất tiền, làm sao để biến đồng tiền nhỏ nhất của mình đó trở thành là khổng lồ. Và nhà đầu tư lỗi lạc nhất là phải biết biến đồng tiền nhỏ nhất trở thành to nhất, đúng không? Chứ không phải là anh có tỷ này rồi anh cầm 1 tỷ rồi anh làm ra 1 tỷ nó bình thường. Nhưng giờ làm sao không đồng, giờ làm sao có một đồng tiền ít đổi mà mình có thể là làm giàu được. Vậy thì qua cái bữa mà hôm nay thì anh em chia sẻ và anh em sẽ có những câu hỏi nhé, học là hỏi, mình cứ trao đổi mạnh dạn nhé. Và cái này thì Vũ đã chia sẻ rất là nhiều, nhưng ít ai cảm nhận được đó. Vì sao và như thế nào thì những cái câu hỏi nó phải đặt ra. Thì khi mình giải quyết vì sao và như thế nào thì mình sẽ có cơ hội. À, tại vì sao? Nhận thức con người là có đến 6 cấp. 6 cấp nhận thức. Sao cái bút này nó... cái đầu nó to đi. À, vậy thì cái cấp độ đầu tiên của nhận thức con người là gì? Anh chị em nào biết? Cấp độ thứ nhất là biết, đúng không? Nói ra ai biết nhỉ? Cấp độ thứ hai là hiểu. Cấp độ thứ ba là áp dụng. Cấp độ thứ tư là phân tích tổng hợp. Cấp độ thứ 5 là đánh giá. Cấp độ thứ 6 là sáng tạo. Đó, vậy thì đa số mọi người khi
chúng ta nói ra về cái gì tập đoàn The Way thì hầu hết ai cũng biết, đúng không? Nhưng hiểu chưa? Hiểu rồi nhưng áp dụng chưa? Có sống chấp là mình làm bất kỳ một công việc gì thì mình cũng phải cố gắng làm sao đó, đạt được 6 cấp này thì kết quả nó sẽ mỹ mãn. À, vì sao mới có câu nói là tôi biết rồi là tôi chết rồi. Tôi biết rồi là lời nói dối các bạn biết mọi thời đại. Mình cứ nói như thế nhưng mà mình không hiểu, đúng không? Vì sao mà làm như thế? À, tại vì sao? Có 6 cấp độ nhận thức đây. À, vậy thì khi mình biết rồi, mình hiểu, mình áp dụng chưa? Khi áp dụng thì mình mới thấy là ưu điểm, đúng không? Và nhược điểm là chứ, nếu không áp dụng làm sao mình biết được? Thì ưu điểm thì mình phát huy, mà nhược điểm thì mình khắc phục. Thì bắt đầu là mới áp dụng vào thì mình mới có cái câu là phân tích tổng hợp lại cái mà mình áp dụng để mình đưa ra một cái đánh giá là mình nên dừng lại hay tiếp tục. Trong cái thứ sáu là sáng tạo đó. Vậy thì kim tứ đồ rất nhiều trên mạng, đúng không? Ai cũng đọc là 13 cuốn sách của Robert Kiyosaki, nhưng quan trọng nhất là gì? Mấy ai sử dụng được, ứng dụng được trong bản thân, làm giàu cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng. Cái vấn đề đó là cái vấn đề quan trọng. À, anh em có hiểu cái này không? Nếu chúng ta hiểu cái này thì chúng ta rào được. Nếu chúng ta mà không hiểu thì chúng ta không thể rào được. Vì sao? Mình đưa ra một cái dự án. À anh à, chị à, à cái dự án này rất là tốt, em vào rồi đó, chị vào đi, xin em đi, đúng không? Thì họ nói sao? Tôi biết rồi, cái dự án này lâu rồi, cái dự án này là nó chị nghe năm 2017 đó mà, em chị đầu tư chưa? Chưa. Mà nghe nói nó đi lâu như thế, giờ nó có khuyến mãi, giờ chắc là nó sắp xong rồi, đúng không? Đa số là họ cứ nghĩ là gì? Dự án The Way là như những dự án sẵn sàng khác. Vậy thì chúng ta phải nhìn như thế nào? Mình ăn cái nào làm cái đó, mà đây là mặt bằng của mình đồng sở hữu. Thì mình phải có đủ kiến thức để mình giải thích, đủ kiến thức để mình tư vấn. Bây giờ mình có vốn vào, mình đừng có nghĩ gấp vốn vào là mình giao chấp cho chủ tịch Unity, đúng. Mình đang góp vốn vào một công ty khởi nghiệp thì mình phải biết được ra một công ty khởi nghiệp như thế nào. Mình đang góp vốn vào để cùng ngày đưa cái công nghệ này ra đó, và không phải mình quăng cái đồng tiền đó. Giống như mình trồng cây thôi, mình trồng cây xuống thì có cỏ dài thì mình phải biết nhổ đi, đúng không? Có sâu thì mình phải bắt, mình dục ra. Nó thiếu nước thì mình phải tưới, nó thiếu phân bón mình phải bón phân, thiếu thức ăn mình phải bón phân cho nó, phải hiểu sâu sắc như thế. Đó, vậy thì để trở thành một nhà đầu tư là tất cả các anh em ở đây đều là trở thành nhà đầu tư rồi, đúng không? Nhưng có phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp không? Vậy là gì? Mình phải trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Khi mình đã trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, mình đi bước nào chắc biết đó, mình biết 2 năm sau mình là ai, 3 năm sau mình là ai rồi, lúc đó mình mới tư vấn. Chính bản thân mình còn chưa tin mình, đúng không? Mình đang còn là lợn cợn, mới có tin được 60-70%. Đến giờ này nhiều người nói là dự án, đúng hay sai? Mình đã thương mại rồi mà đến giờ này vẫn là nói dự án làm tin giấy đấy, còn biết khi nào nó thực hiện lâu lắm hay này kia.
đó. Vì vậy là anh em cố gắng trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp đã. Đó, và chiều nay thì cố gắng làm sao sau bữa này thì tất cả mọi người đều trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp và ở mức độ là phải bậc thầy. Đó. Đó, vậy thì lấy một ví dụ nhỏ thôi để cho mọi người hiểu, và cũng có thể là những từ câu chuyện này mình có thể có những cái câu chuyện khác tương tự, tùy theo đối tượng khách hàng, tùy theo công tác, trình độ nhận thức người ta, lấy những ví dụ cụ thể phù hợp hơn. Mình nói lấy ví dụ nhé, là mình đi từ điểm A cho đến điểm B. Ví dụ như là tại đây là Tây Nguyên đi, đây là Thành phố Hồ Chí Minh. Anh đi bộ đi tới không? Tới. Tới nhưng lâu đúng không? Mình đi xe đạp thì sao? Nhanh hơn đi bộ đúng không? Đi Honda thì như thế nào? Đi Honda nhanh hơn xe đạp. Đi xe đò, rồi đi xe hơi đi. Xe hơi nhanh hơn. Đúng không? Giờ mình đi máy bay gì ta? Đó, máy bay nhanh hơn rồi. Đó, vậy thì tất cả mình chọn phương tiện gì cũng về đất cả đúng không? Đúng. Bộ tới mà. Đây là phương tiện thôi. Vậy thì cái dự án Skyway ngay lúc này là máy bay. Nó còn rất nhiều dự án ngoài kia đúng không? Nó tốt hơn thì sao? Đó, vậy thì mình đừng bao giờ gặp khách hàng mà mình đưa ra là sợ quay luôn. Mình phải trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đó, làm sao mà đi từ điểm A đến điểm B mình dẫn dắt đúng không? Cộng đồng mình, hệ thống mình về đến tất cả phương tiện được về, nhưng mà mình là người lãnh đạo thì mình phải chọn phương tiện nào nhanh nhất để mình đi, được chưa? À, vậy thì giờ đặt lại vấn đề cuộc đời con người cũng thế thôi, và một quốc gia cũng thế, mà cả thế giới này cũng vậy. Tại sao về đích? Tại vì mình biết điểm xuất phát và biết điểm đến. Có hai điểm thôi, nhưng mà ai cũng nói gì, tôi muốn 3 năm sau tôi tự do hành trình, 3 năm sau tôi có nhà, 3 năm sau tôi có xe, đúng không? 3 năm sau tôi muốn đi du lịch toàn cầu, ví dụ như thế. Nhưng bây giờ hỏi ngược lại, anh đang ở đâu trong xã hội này, anh đang sử dụng cái tư liệu gì, công cụ gì để tạo ra cái đồng tiền, và ưu nhược điểm của tư liệu anh đang sử dụng, thì hầu hết không ai trả lời được. Đó, vậy thì mình đặt vấn đề đi, trong gia đình, trong một quốc gia, ví dụ trong gia đình đi, thì ông nội cũ này đến ông già đến đời đời cũ rồi, vậy thì đi về đất chưa? Đi kinh tế mới mà đúng không? Từ Bắc di cư vào năm 1975. Nếu như gia đình cũ mà biết được điểm xuất phát và biết hai điểm này thì đời ông nội đi bộ không tới, thì đời ông già là tới được chứ. Thì tại sao đến giờ này vẫn chưa tới? Và mình đặt một cái vấn đề nữa là gì? Cả một quốc gia giải phóng từ năm 75 là hoàn toàn giải phóng đất nước. 100 triệu dân Việt Nam, gần 100 triệu thôi, chỉ 18, gần cái số đó. Giờ bao nhiêu người là tự do? Bao nhiêu người là tự do đây? Tự do ở đây là tự do về mặt tài chính, tự do về thời gian, đúng không? Mà Bác Hồ giải phóng đất nước là nó có cái câu gì? Câu gì? Độc lập, tự do, hạnh phúc. Vậy thì tự do về tiền bạc, lúc đó mới tự do về thời gian. Và có tiền rồi thì mới hạnh phúc, đúng không? Chứ giờ mẹ ốm rồi, con đau này kia, không có tiền lấy gì hạnh phúc. Đó, vậy thì cả 100 triệu dân như thế này
đến giờ này chỉ có 4 vị tỷ phú thôi. Tỷ phú đúng không? Đúng rồi. Và theo nguyên tắc là đến tôi 80-20. Nhưng mà ai cũng nói được, nhưng mà mấy ai ứng dụng được. Nhưng mà riêng tiền bạc là chỉ có 90-10. 100 hộ dân, nhưng trong đó có 10 hộ dân thôi đã nắm giữ mấy 90% tài sản. Còn 10 hộ dân, còn 90% còn lại là nắm giữ mấy 10% tài sản mà thôi. À, vậy cái vấn đề ở đây là cái gì? Mình phải định vị được mình là ai nào. Lấy một ví dụ nhỏ nhỏ nha, đây là thành phố Hồ Chí Minh. Về Google Hồ. Để Google gọi. Alo, cho anh kiếm taxi. Đưa tôi về Google Hồ. À, anh đang ở đâu đấy? Đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó có đón được không? Không. Phải có địa chỉ chính xác đúng. Phải có địa chỉ chính xác thì nó mới đón mình được. Đó, vậy thì giờ mình phải định vị bản thân chính xác và cái điểm đến chính xác thì mình sử dụng phương tiện gì là cũng được. Em cũng ví dụ như em sử dụng công cụ của em là bảo hiểm đi. Bảo hiểm bây giờ ví dụ như làm năm nay thì nó cũng về đất, nhưng mà em phải xác định được em là ai trong xã hội này, em đang dùng tư liệu gì và ưu nhược điểm. Thì lúc đó nhiều ưu điểm thì mình phát huy, nhược điểm mình biết khắc phục. Còn không định vị lại cái chỗ điểm xuất phát này thì đừng có bao giờ là nói là 3 năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau. Đó. Vậy thì chiều nay thì Vũ sẽ đi kỹ về kim tứ đồ. Những người nhà giàu dạy cho robot của anh kia đấy. Vậy thì xã trong xã hội chỉ có 4 nhóm người tạo ra dòng tiền mà thôi. Cái nhóm đầu tiên là nhóm làm công. Nhóm thứ hai tạo ra dòng tiền ở chỗ đó mình là cái nhóm tự làm chủ. Cái nhóm thứ ba là chủ doanh nghiệp. Thì nhóm thứ tư là nhà đầu tư. Đó, trong xã hội mình có 4 nhóm người nữa, nó hiện hữu. Vậy thì giờ mình định vị mình là ai, đang ở nhóm nào và mình muốn trở thành ai, xác định hai điều đúng không, là về đích. Cho dù chọn tập đoàn sở gây quay hay không, hay là đi đánh giày, hay là đi chăn trâu, cũng về đến. Có hai điểm thôi, xác mình phải làm gì đó. Vậy thì như thế nào là làm công? Theo em như thế nào làm công? Tổng giám đốc cũng thế thôi, tổng giám đốc và người tay nhận lương của chúng ta, hội đồng quản trị cũng đang làm thuê.
không? Vậy thì tư liệu với nhóm người này là cái gì? Trong Kim Tứ Đồ thì anh em hay thấy hai hình vẽ, hai cái mũi tên như thế này đúng không? Cái này là gọi là trao đổi thời gian. Bên này là vì vậy khi mà vẽ như thế này thì chúng ta phải sai và không biết được điểm xuất phát, vì vậy là đừng có mơ được đến nữa, đúng không? Vậy thì nếu trao đổi thời gian mà lấy được tiền á thì ai cũng có thời gian 24 tiếng, làm gì có người giàu người nghèo, làm gì có những vị phú là 20-30 tuổi, bởi vì thời gian ăn như nhau. Người già thì họ thời gian nhiều hơn, họ đổi lấy tiền thì chắc chắn là những tỷ phú đô la trên thế giới là phải cái râu của ông rất dài, đúng không? Ở vậy thì cái vấn đề này anh em phải cố gắng học thì học, nhưng mà mình phải suy ngẫm có đúng không. Chứ nếu như mà mình định nghĩa sai bản chất thì không bao giờ về đích cả. Vậy thì làm công tư liệu của họ là gì? Có nhiều người là cái tôi đi bốc vác cần gì đầu tư, đâu có phải là tự nhiên anh có cái thân hình bằng bởi như thế để anh đi vác đâu, đúng không? Cha mẹ phải nuôi anh khôn lớn đến 18 tuổi, cho tính tháng 2 triệu thôi anh chính nhận 500 triệu, đúng không? À, vậy thì anh lấy từ bản thân anh ra luôn, 12 năm học trung cấp với 4 năm đại học, 2 năm thạc sĩ, thành 18 năm chưa dễ đâu, anh tính là nhậm tỷ đi, đúng không? À, vậy thì cái bằng cấp này nó đã tạo ra tiền chưa? Nếu như bằng cấp này ở cái vế làm công này chưa tạo ra dòng tiền được, và thậm chí là gì, mình cấm ngân hàng vay có 1 triệu tôi họ không cho, mời em một ly cà phê rồi lấy cái bằng này ra thanh toán, không ai chấp nhận cả, đúng không? Và cái bằng này đã đi xin việc được chưa? Đi sao? Tại vì khi bằng cấp anh có mà ở bế làm quê thì anh phải có sức khỏe. Nếu anh giỏi mà anh cứ nằm trên vùng bệnh suốt ngày như thế thì ai thuê anh? Đúng chị? Đúng chị không? À, vậy thì bằng cấp này cho dù giỏi đến đâu mà anh ở vế này thì anh phải cộng với thêm cái sức khỏe, cái giải pháp bằng cấp cộng với sức khỏe họ mới gọi là gì, đúng không? Đó, vậy đi, khi có bằng cấp, khi có sức khỏe rồi họ gọi đi, à thôi năng lực anh như thế, bằng cấp như vậy, sức khỏe anh tốt, tôi trả cho anh được là 20 triệu một tháng, cầm tiền về được chưa? Thời gian mà đi làm phải có thời gian, cứ tháng lời như mình sáng mới đi được, chiều lại được lương, đúng không? Đó, phải đi, phải có thời gian làm việc mới tạo ra dòng tiền. Đúng thì tư liệu cũng dạng đầu tư, nhưng mà gì, khi chúng ta nhắc đến đầu tư chúng ta gọi đi, ai chị ơi có dự án hay chị đầu tư đi, chị năm cô chị không có tiền. Nhưng mà thử hỏi cái bằng cấp này nè, bản thân của nó cũng chưa tạo ra tiền, mà cha mẹ mình đã đầu tư, là đầu tư để có tiền, để sau này mình có trình độ, có kiến thức để mình bước ra xã hội mình kiếm tiền. Thì cha mẹ mình là gì? Đầu tư để con sau này có tiền, để sau này là các anh em thì là mừng ra. Anh nhắc đến đầu tư cái, từ đâu có tiền, thấy nó vô lý không? Đầu tư có tiền, chứ phải có tiền chứ đầu tư. Có tiền là ăn thì chơi, có tiền là tự do là thì chơi, được chưa? Đó, vậy thì khi mà người mình đứng ở đây họ trả cho mình 20 triệu có nghĩa là mình phải làm hơn 20 triệu nhiều lắm thì họ mới về được. Vậy thì xưa giờ cái nhóm này cứ nghĩ ba sắc ông chủ trả lương, nhưng bản chất của bạn như thế nhóm này trả lương 10 triệu, đúng không? Từ giờ là alo bạn đi nhậu hả? Tôi chưa đến thăm rồi, để
sai thì mình làm sao mà đúng được về được cái nhóm này phải làm hơn hai nghìn điều vậy thì ai cũng phải kinh qua cái nhóm làm công này để tích lũy kinh nghiệm, tích lũy thời gian. Nhưng một số ít họ thấy này lương 20 triệu đúng không, vợ con được chi phí đủ thứ hết, giỏi lắm dành được 5 triệu tháng của cái kia, một năm được 60 triệu, 10 năm được 600, 100 năm được 6 tỷ. Ôi rồi mình đến đây là ổn rồi đúng không. Một số người họ nhận thức được gì đó, vượt dựng lên nhắm mặt rất là tốt. Vậy thì như thế nào mình vượt dựng để thực hiện chứ không ai đi cái hệ thống
sức khỏe người khác, thời gian người khác, đúng không? Tạo ra. Đó, vậy thì mình ví dụ mình đơn cử như là cà phê Trung Nguyên, đúng không? Bao nhiêu cây cà phê Trung Nguyên, nhưng mình tới người ta có thể ủng ra một chế gì đó, đúng không? Lên làng cà phê này rồi làng cà phê Trung Nguyên có thấy ở đâu? Những cái quán cà phê cộng đồng. Tại vì sao? Cái hệ thống này có thể chuyển từ ngắn tổng giám đốc. Lúc này người ta là ở tầng vĩ mô rồi. Thì ra cho mày đó, tuyển người, ra mày cái làng cà phê Trung Nguyên này là ví dụ như là 10 tỷ, 20 tỷ kia là mấy trăm tỷ đồng. Ngồi ghế đó, làm được điều đó thì sẽ nhận được. Còn tư ra mày nó quản lý xuống. À, vậy thì xưa giờ trong kim tứ đồ thì đa số là gì? Cái nhà đầu tư này nó phải nhiều tiền, đúng không? Nếu mà bất động sản thì phải 55 tỷ từ phía trước chừng nào, đúng không? Rồi chứng khoán thì nếu như mà chứng khoán trong nước thôi thì cũng phải là mười mấy, 20 nghìn, 10 nghìn là ít nhất, đúng không? Trên sàn và nó tầm tầm ở khoảng 5-6 nghìn. Thế chỉ vàng nó rất nhiều tiền, nhưng tất cả mọi người đang bỏ sót, đang bỏ sót nhà đầu tư này có thể khởi nghiệp không ạ? Tí nữa sẽ giải thích vì sao như thế. Vậy thì nhà đầu tư này họ dùng tư liệu gì? Ví dụ như là công ty Vinamilk đi, thấy thời gian gần đây là nhà nước mình là cổ phần của doanh nghiệp nhà nước đó, thì tất cả là công ty cổ phần thì họ làm cũng được 70%, để tăng nguồn đồng họ bán cho mình nhà của tôi này nữa. Nếu mà cổ phần đó bây giờ anh giữ lại quá bài giá mấy 51% để điều tiền để ra tiền một. Vậy thì các anh chị em nhìn kỹ lại này, đây cũng là một dạng đầu tư tiền. Bên này là cộng với sức khỏe thời gian, đúng không? Mà sức khỏe thời gian thì con người quá mạnh, thời gian thì có 2 tờ 50 bạc, mà sức khỏe thì không bằng một bọc, đúng không? Làm sao bằng voi được? Thì nếu như mà mình nhìn tổng thể lại tất cả 4 nhóm người này, bản chất đều phải đầu tư hết. Vậy thì xã hội mình á là nó đi như thế nào? Nó đi như là nước chảy bèo trôi, không ai định hướng là điểm A điểm B hết, đi như thế này. Đó, từ lập công hay bước qua ví dụ như là bác sĩ hay giáo viên lương không đủ sống, nhưng mà họ về họ mở phòng mạch thêm, đúng không? 8 tiếng là làm việc trên cơ quan rồi, bắt đầu là những cái thời gian được nghỉ ngơi đó thì lại mở phòng mạch đến 2 tiếng thì họ mới còn có lý lương cũng chưa tự do được. Đó, tự do được là gì? Tự do mình không cần nhiều tiền, nhưng mà mình không suy nghĩ về tiền nữa. À, mình tiêu không trả giá, à, mình mua bất cứ gì là mua giá, quan trọng là đáp ứng nhu cầu, đúng không? Và thời gian thực tế không phải gọi điện cho anh chị đi uống cà phê kêu là ngọt lắm, không? Đi chơi với em là đi không chịu thay đổi chúng ta thì làm sao kết quả chúng ta thay đổi? Và như tôi vẫn nói, trên đời được chia ra 2 kiểu người. Một là chạy theo xu thế, hai là đón đầu xu thế. Những người thành công là những người đón đầu xu thế. Những người gì ạ? Thất bại là những người chạy theo xu thế. Đừng đợi người khác thành công rồi mới làm. Chết, chúng ta hay chết ở cái câu gì ạ? Mày thành công đi rồi tao sẽ làm. Đó là cái câu chết. Mày thành công đi rồi tao sẽ làm, cái khác gì mày biết chạy rồi tao mới học đi. Mày có ô tô rồi tao mới bắt đầu lọc cọc trên xe đạp. Người ta đi trước nhau còn chẳng ăn ai, huống chi đi chuyện là chạy theo người khác. Nên luôn luôn phải đi trước đón đầu. Cái sai lầm của những người kinh doanh đều đó là đều chạy theo xu thế. Đó là cái chết của chúng ta. Và hôm nay chúng ta phải thay đổi. Tôi xin nói với quý vị một điều như này. Trong con đường đi chỉ đổi về cái đích duy nhất, đó đều là kiếm tiền. Ai đi nào thì mục đích cuối cùng người ta cũng là gì ạ?
đều là kiếm tiền cả thôi. Nhưng xã hội người ta có câu nói rằng thước đo của tài năng nó phải là tài chính. Jack Ma từng có một câu nói rằng mèo đen hay mèo trắng không quan trọng, quan trọng là con là mèo nó biết bắt chuột. Với bản thân tôi thì tôi nói như này, làm gì không quan trọng, miễn sao hợp tình, hợp lý, hợp pháp mà kiếm được tiền thì chúng ta làm. Còn chúng ta ai đi làm cuối cùng mục đích trả đời để kiếm tiền. Chúng ta phải biết một điều rằng cái đích của chúng ta đến là giống nhau, đó là đều là kiếm tiền, đều là tài chính. Còn công việc hiện tại của chúng ta đi làm về bản chất nó chỉ là công cụ, là phương tiện để đưa chúng ta về được cái đích đó. Nhưng nếu như trong cuộc sống này chúng ta lựa chọn công cụ sai, lựa chọn phương tiện sai, thì cả cuộc đời chúng ta có nỗ lực chưa chắc chúng ta đã về được đến đích đâu ạ. Đó là lý do người ta nói rằng nỗ lực thì không thể bằng sự lựa chọn được. Quý vị cứ thử ngẫm mà xem, nếu như hôm nay cùng với cái đích chúng ta đến mà chúng ta đi xe đạp, thử hỏi rằng một ngày chúng ta đi được bao nhiêu km. Nhưng nếu người ta đi xe máy một ngày người ta đi được bao nhiêu trăm km, người ta đi ô tô người ta đi được bao nhiêu trăm km, và nếu người ta đi máy bay một ngày người ta đi được bao nhiêu ngàn km. Nhưng đi máy bay thì cực kỳ nhàn hạ, lên máy bay là ngủ. Nên tại sao cùng là đi kiếm tiền, cùng là mục đích kiếm tiền giống nhau, thời gian của chúng ta 24 giờ giống nhau, vậy thì tại vì sao có những người đã có nhiều tiền rồi lại còn có nhiều thời gian dành cho gia đình, trong khi đó chúng ta cắm đầu, chúng ta lao lực, chúng ta nỗ lực, chúng ta kiếm tiền với cũng với mục đích kiếm tiền, cũng với thời gian 24 giờ. Tiền đã không có rồi, cứ cuối tháng là hết tiền, đầu tháng nhận lương cuối tháng hết tiền. Và cuối cùng ngay cả đến người thân của chúng ta là con cái chúng ta thôi, bố mẹ chúng ta thôi, chúng ta không dành thời gian chăm sóc được cho họ. Là bởi vì sao? Không bởi vì số, mà bởi vì đó là sự lựa chọn của chúng ta. Sự lựa chọn ngày hôm qua của chúng ta nó sẽ cho kết quả của chúng ta ngày hôm nay. Thứ mà chúng ta muốn thay đổi kết quả thì chúng ta phải thay đổi suy nghĩ và thay đổi cách nào. Đi trên một con đường cũ thì làm sao về cái đích mới được. Nhưng mà 10 người từ lập công qua tự lập chủ này thì tỷ lệ sống sót nó rất là thấp. 7 người chết, 2 người ngã ngáp và 1 người tồn tại. Chờ chết, chưa biết gì là chết. Đúng không? Tại vì là kinh tế là xin. Ví dụ là không có cái gì liên tỉnh mãi được. Nó phải xuống, nó lên rồi nó phải xuống cái hành sinh này. Thì không thể. Đó. Mà cả triệu người như là đây mắc 20-30 năm, đâu có phải ai cũng thành công, đúng không? Tỷ lệ sống sót cực kỳ thấp, tốn kém. Và những cái doanh nghiệp có thương hiệu cả 100 năm biến cố Covid rồi thì họ cũng để đơn phá sản bình thường, đúng không? Đó thì họ sinh ra. Đó, vậy thì chúng ta trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp đó, thì mình mới giải phóng được cái hệ thống này, mình mới giải phóng được sức khỏe thời gian này, thì mình mới tiến tới được là tự do, đúng chưa? Tự do ở đây là tự do về mặt tài chính, tự do về mặt thời gian. Khi mình giải phóng đó, vậy thì lý giải vì sao 100 triệu dân Việt Nam này đến như này đi về đây được có 4 ông à? Còn các người rất là giàu ở nhóm này thì cũng không nóng. Tại vì họ ở nhóm này tư liệu họ dày, lương họ dày, mà họ giàu thì tay họ cũng chẳng không tính, đúng không? Không tính đó. Đó. Vậy thì cái vấn đề là anh em có hiểu không? Có hiểu được cái chi tiết rồi chưa? Và định hướng được cuộc đời mình chưa? Ví dụ nha, mình đang ở đây, mình không xuống đây nữa, tại vì đây không phải là đích đến. Xuống đây rồi cũng không cần lên trên kia là không phải đích đến, mà tỷ lệ thành công nó quá thấp đi. Đó, vậy thì mình đứng ở đâu, mình xác định hai điểm A, B thôi. A và B thôi. Bất kỳ ai cũng về đích được hết. Ví dụ như mình đang ở nhóm làm công, thì mình biết đây là bên bờ rồi, đúng không? Đây là đích đến, thì mình đi thẳng qua đây. Mình có cần là phải xuống tự lập chủ ở đâu, đúng không? Và mình đang ở tự lập chủ này thì mình biết là đây rồi, biết đấy, đi qua thẳng qua đây. Và cái tỷ lệ của cái nhóm người bên này chiếm rất là cao.
nhóm làm công này á là nằm khoảng 85% dân số, cái này là 10%, thì người ta gọi là bên trái trên tư đồ này là chiếm mấy, chiếm là 1%, nắm giữ bao nhiêu phần trăm tài sản, nắm giữ 95% dân số, nắm giữ 5%, nhóm bên này là 4%, bên này là 1%, đúng không? Và khi mình trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, mình trở thành kiểu thú tiền thôi, có thật ra nó không khó như là này thì thật ra những cái câu như là gì, sự lựa chọn hơn sự cố gắng, đúng không? Tôi nhìn thấy đấy, nếu mình lựa chọn bên này thì mình nằm ở trong cái gì, dân số rất là nhiều nhưng mà miếng bánh nó rất là lạc tiếc, nhưng mình lựa chọn bên này khác luôn, mình ở nằm trong đó là 5%, nhưng nắm giữ được 95%. Và các anh chị có nghe cái câu gì, hãy đứng trên vai những người khổng lồ mà đi, có tên đây đó, ứng dụng kim tứ đồ và ứng dụng hai câu đó thì anh em có thể làm được nhiều. Anh cầm 10 triệu bắt được cầm 10 triệu hay tạo ra lợi nhiều hơn. Vậy thì khi mà những cái câu nhỏ mà mình ứng dụng được trong cuộc sống thì nó sẽ tạo ra một cái động lực khủng khiếp. Năm, trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp khó không? Và vậy thì để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, biết là sự lựa chọn, tôi sẽ cố gắng mình chọn bên này, đúng không? Giải phóng hết cái hệ thống, giải phóng thời gian này, bắt tiền làm việc. Mà cái người đầu tư, nhà đầu tư lỗi lạc nhất thế giới, hôm nay năm nay ông 95 hay 96 tuổi gì đó luôn, Warren Buffett, là ông đầu tư từ lúc ông 11 tuổi. Ông nói câu gì? Nếu bạn không thể kiếm tiền trong lúc bạn ngủ, có thể bạn làm việc đến cuối đời, đúng không? Một cậu bé 11 tuổi thì người ta đâu có bằng cấp, đúng không? Sức khỏe đâu như lý đức rồi, nhưng mà họ vẫn là trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp rồi. Vậy thì để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, kiếm những cái đồng tiền nhỏ nhất trở thành khổng lồ, thì phải biết sử dụng đồng tiền trong muôn vàng đồng tiền kinh tế. Đa số gì cũng giống, họ nghĩ được cái đầu bản gì, bắt làm sao, đúng không? Đa số các người cũng được đầu bản, nhưng đâu phải là bản sáng, chỉ là cấp thấp, tất cả các tỷ phú đô la không đem bắt đầu sản ra để mà nói là tao giúp mày gì gì đấy. Vì sao? Anh gặp rất là nhiều người ui mày ơi, sổ đỏ tao 3 cái chết. Mà đúng thật, mở ra toán sổ đỏ, okay. Nhưng tại sao gọi là bất động sản chỉ là cấp xúc động? Nói về Donald Trump, có ai không biết không? Ai? Ở đây ai không biết không? Ai cũng biết, nói đến Donald Trump là nói đến ông Trump bất động sản là đúng không? Đúng không? Đó. Vậy thì tài sản của Donald Trump là cho là tầm cả gia đình Donald Trump luôn đi nha, tầm 5 tỷ đô la đi, tầm chưa tới đâu, nhưng cái cho là như thế, cho là 5 tỷ đô la. Vậy thì để đưa lên 50 tỷ có khó? Nếu mà sử dụng đồng tiền bất động sản trước kỳ họ, từ vì Donald Trump là đời ông nội đến đời cha mới đến đời Donald Trump thì mới được 1,7 tỷ đô la trước khi bước vào tòa bạch long mà thôi, đúng không? À, vậy thì Archimedes nói một câu cái đây 300 năm, hãy cho tôi một điểm tựa,
tôi nâng mộng quả đất này lên, đúng không? Cái bẫy trong kinh tế cũng thế, nó có cái đầu bẫy gọi là đầu bẫy IPO, nhưng mà ít ai mà nghiên cứu áp dụng. Và thêm một cái đầu bẫy nữa là lãi suất kép mà Einstein từng thốt lên là gì? Là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Nếu như chúng ta mà sử dụng cái đầu bẫy lãi suất kép để tăng cái tài sản lên trong một tháng gấp đôi dễ như ăn ở, rất dễ để tăng tài sản lên gấp đôi trong một tháng, cực kỳ dễ. Đó, vậy thì nhà đầu tư phải biết sử dụng cái đầu bẫy. Trong muôn vàng đòn bẩy thì mình phải chọn cái nhất. Tại vì sao? Những nhà đầu tư chuyên nghiệp nhất phải biết nói no với những dự án tốt đẹp, với những đòn bẩy tốt đẹp, để nói yes với đòn bẩy tốt đẹp nhất. Cùng một đồng tiền, cùng một thời gian, cùng một địa điểm, đúng không? Thì làm sao để mình đầu tư hiệu quả nhất? À, vậy thì để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, thì mình lấy một số ví dụ về đầu bẫy IPO nhá. IPO là gì? Có ai biết không? À, đúng rồi. Đây là lần đầu tiên cổ phần ra mắt công chúng, trở thành cổ phiếu công bán công khai trên sàn chứng khoán. Lần đầu tiên được mình biết là IPO. Đó, vậy thì anh em chỉ cần là gì, lên trên mạng và lên trên Google gõ cổ phần là gì, IPO là gì, cổ phiếu là gì, và chúng ta đã có cơ hội. À, vậy thì năm 2010 Uber gọi vốn thì đa số là người dân Việt mình không biết, cũng nhỏ nhỏ biết thôi. Đa số là bỏ tiền bẫy ra để đi mua xe và bỏ tiền ra mấy tháng để đi học bằng, đúng không ạ? Nhưng nó gọi vốn cổ phần năm 2010 chỉ có 0,01 đô la thì ít ai biết. Sau 9 năm gọi vốn thì ngày 10 tháng 5 năm 2019 nó lên sàn chứng khoán là 45 đô ngày 45 đô la. Tài sản tăng bao nhiêu? Tăng 4.500 lần sau 9 năm. Vậy bất động sản có làm được điều này không? Cái Zalo bình thường nha, đang xài nè, ai cũng tải về hết. Nhưng mà 5 năm trước thì nó gọi vốn mấy? 1.000 đồng Việt Nam. Có ai quan tâm đâu, tải về xài để kết bạn phải không? Nhưng khi đến bây giờ nó trên 80 đô la. Cái điện thoại áp huyết của mình này, năm 1976 gọi vốn 0,06 đô la. Nó phân qua phân tất bao nhiêu lần rồi, nhưng hiện tại bây giờ là bao nhiêu? Tính chi tắt rồi không? Mình thôi, mình không có tính là ấy, tính chi tắt rồi đi. Nó cũng đạt con số khủng khiếp rồi. Là hôm nay là 121 đô, quét 42 cent. 121 đô. Mình lấy làm cỏ, tài sản bao nhiêu luôn. Năm 1976 thì họ gọi vốn. Thì sau 12 năm là người ta mua mạng. Thì quả, trên toàn cầu. Thì năm 1976 gọi vốn này
đến năm 1988 thì người ta chia lại cái nhà đầu tư được 7 triệu. Cứ 3 tháng bán bao nhiêu cái điện thoại trên toàn cầu, trừ hết chi phí sản xuất, đóng thuế nhà nước ra, hài lòng chi cho nhà đầu tư bao nhiêu? Trung bình năm rồi là không thể bán hay đâu, trên 1 cổ phiếu nắm giữ. Và đây là quý nha, cái này phải nhắm cho mấy quý, một cổ là 4 quý, 38 quý. Gọi 4 thì không biết con 6, mà chia lợi tức là lãi hồng á là không biết 82, mà nhắm trung bình 1 năm là 4. Và năm ngoái là nó thường chia ngày hôm nay là vài ngày sau thì như vậy. Nhưng vì mình không bán thì mình sẽ đợi đâu? Đợi đợi con cháu. Khi nào có gì họ không sai cái gì ngoài này nữa thì sao? Mình được làm. Thì hết được chiêu. Tại vì cái đồng bài IPO này anh em có đáng để nghiên cứu hay không? Có đáng để mình sử dụng hay không? Tại vì sao? Tại nó gọi vốn có được đồ đâu? Dưới mà định giá là 1 đô nhưng gọi dưới giá nhiều hay quá. À, và cái câu chuyện chắc tăng là anh em cố gắng làm sao mình nghe được cái gì mà họ có một miếng khi đó bằng toán khi đó. Như hồi mà đặt lên Nguyên Vũ, anh Vũ là gọi 4 hoặc là khởi nghiệp đó, những cái người cho vay, những cái bao cà phê đến giờ này ổng trả chứ hết, ổng trả đến đây cha cha rồi đến giờ này con đến giờ này hàng tháng vẫn chuyển về, đúng không? Một miếng cái đó bằng gói cái nào đó. Vậy thì để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, chúng ta biết sử dụng đồng bảy này nhá. Cái thứ hai là làm sao để mình trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp mà không bị mất tiền. Đầu tư là để được tiền chứ không phải để mất tiền. Vậy thì dựa trên mục tiêu chí gì chúng ta nhận nhiều, đâu là cơ hội, đâu là cơ hội để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, bắt tiền làm việc cho mình. Phải biết sử dụng là phải IPO nhớ nha. Cái thứ hai là phải biết đứng trên vai những người cộng đồng. Một là nhà đầu tư phải tìm cho mình nhiều ông chủ giỏi. Lợi ích gọi cái ly để cho con trăm năm mươi nghìn uống xuống, uống vào
mua 10 viên. 1 ký chế ra 40 viên. 1 viên bán 150 có lợi nhuận không? Và cái tuổi thọ của cà phê nó có cả nghìn năm và nghìn năm tới nữa. Trừ khi được 20 tỷ đâu.
nhưng nó phổ thông doanh nghiệp nó lên máy 10.000 tỷ kiếm cầu ngáo giá rồi là ngáo giá siêu đẳng. Nó thổi doanh nghiệp nó lên 10.000 tỷ bắt đầu nó đi gọi vốn nó Hàn Quốc 2 năm nó lừa không biết là bởi vì sao mình chưa trở thành một nhà đầu tư lừa thôi. Mình cứ hỏi là đóng vào bao nhiêu, khi nào có lãi, mai nó về cái tin cái sướng. Ở khi nào có người vốn 3 tháng sau rồi. Đó, nhưng mà thiếu yếu tố định giá. Định giá rồi nhưng mà phải cơ quan chức năng đúng là quyền định giá. Không thể nào á, ví dụ như anh là không mua đất à, anh mua 5 tỷ, quê mày có mua 3 5 tỷ nữa ha, anh em mình mở nhà hàng. Cái em biết cái hỏi anh đó là à, ô chà đó được đấy đi học trọng tình nói nghe cắt tóc đi cắt tóc được đó thấy không thấy nhà đầu tư chuyên nghiệp nó phải thế chứ để mà tóc dài nha đừng mấy cọc lên que lên nè đó rồi mà tiếp nhé cái định giá này thì anh em cố gắng làm sao là phải tìm hiểu cơ quan và ví dụ như một đồng tiền đây em rút ra một tờ 500 em cũng là cộng hòa xã hội người Việt Nam là sau là 1.2 đưa cho anh coi giá được không hay là ngân hàng nhà nước Việt Nam phải cơ quan được giám sát thế anh kêu là tao mua 5 tỷ đó mày không tin mày con hỏi anh mày không tin mày lên mày hỏi là chủ tịch phường này thế em chắc nhất là bây giờ mà phải cùng với anh đã có hiện tại bây giờ bao nhiêu để gì để em có cũng xây dựng và đỡ rất nhiều người để có mặt bằng gì đâu không cần gì đó thì nhà nước có đề lại cái tiền cho em đúng không giá trị anh mua xe không giá trị nhưng giai đoạn em bắt buộc là anh mua 500 triệu cô lên 5 tỷ đúng không định giá pháp lý thì thêm cái gì nữa chính toán ông bà mình hồi xưa giờ có câu gì chung chả anh em ruột trong nhà mà chung nhau cái gì đó đúng chưa thành công là thôi là đầu mẹ cắn gì đó vì tiền bạc không rõ ràng đúng không các bạn cái kiểm toán này để mình biết là cái dòng tiền mình góp vốn vào nó sử dụng hiệu quả như thế nào đúng không chứ nếu như mà ngày Unity kia mua 36 hecta ví dụ như thế hoặc là mấy chục hecta mà mua cục máy nào đó có 10 triệu đô rồi mà thua lên 1 tỷ đô thì mọi người ấy, các cổ đông có chết không chết chắc rồi lợi nhuận nữa là 1 tỷ đô không có 5 triệu đô chết không chết luôn đừng có mơ là IPO bị ít gì nữa đúng không đừng có mơ lại tức lại rồi. Vậy thì cái kiểm toán của một doanh nghiệp thì mình phải hỏi cái lịch sử là có lâu đời không? Cái tổ chức này là nó có nằm trong top không? Không thì có kiểm toán đó, nhưng mà nó kiểm toán trên bàn nhậu. Vì sao? Thôi, ta lời 100 triệu đô mày nói em bớt 5 triệu thì thôi cho mày ít tạm đi rồi cũng chết nữa đúng không nó phải có được bề dày lịch sử phải có nằm trong top thì mình mới tin được cái dự định đó rồi nhà đầu tư thời đại 4.0 lần này là đảm bảo mình không mất tiền được. Đầu tư là để kiếm tiền cho mình để mất tiền. Nếu như mà để trở thành nhà đầu tư tới đây và anh kêu từ đối là vẫn mất tiền bình thường anh nhé. Cái gì đó trang web đầu tư anh không thể cầm trăm đô nghìn đô đi qua đến sản chỉ đầu tư là giữa trang web chứ đúng không? Nếu như và trong cái này thiếu yếu tố chấm dứt thảy thôi anh
đầu tư vào một tập đoàn nào đó mà nó không ra khỏi cái Sài Gòn này rồi anh mơ cái gì? Anh mơ đến nơi gì đây? Đúng không? Vậy thì cái vấn đề ở đây là mình phải cố gắng làm sao điều kiện cần và đủ để mình tìm là đáp ứng. Đúng không? Thì em nói cái này là đúng đúng không? Cái trang web nó có lấy ngàn đô, nó đâu biết ngàn đô này mua rất rất nhiều loại chuối đâu.
Đó, vậy thì đối tượng khách hàng của anh em mình cũng thế. Họ chỉ nhìn thấy chuối, họ không thấy được cái nghìn đô này mua được rất nhiều chuối. Thì để trở thành đối tác thành công thì mình phải chứng minh được nè. Mấy cô gái ơi, mày lấy mày, đúng không? Phải chứng minh đó là phải bằng cái gì? Kiến thức. Chứ không thể nào mà như đó. Vậy thì trong phần pháp lý nha, thì các đa số mọi người không hiểu được cái acid. Nhưng mà riêng anh thôi, anh phân tích cho khách hàng là nó sung sướng. Thì người ta phải hiểu đây là 1.000 đô chứ không phải là chuối. Thì lúc đó thì mới nhắc thôi. À, khi mình phân tích được cái gì tổ chức acid này rồi thì sao? Tập đoàn này có mãi xin chưa? Có rồi, cái là xuống tiểu cộng chưa cần phải nói gì khác. Vì tổ chức acid này để được cấp cái mã acid này thì Việt Nam mình chỉ có mới FPT được cấp, Bắc Vương cũng đang khao khát được cấp mã này. Khi có mã acid này mới được niêm yết trên sàn quốc tế, còn không là niêm yết trong nước mà thôi. Đó, vậy thì các nhà đầu tư cố gắng làm sao phải hiểu rõ được cái tổ chức này thì mình phải biết chức năng nhiệm vụ của nó, quá trình hình thành, đúng không? Lịch sử, chức năng nhiệm vụ của nó. Thì lúc đó là gì? Mình chỉ đọc VGG 3222291094 không? Là nhà đầu tư là xuống chức vụ. Cái tổ chức này nó đã giống như là bộ công an, giống như là công an cấp chứng minh cho mình, nó đã rào soát hết rồi, đúng 18 tuổi rồi, được rồi. Mày cho mày đi học bằng, cho mày kết hôn. Cái phòng mới 17 tuổi rưỡi thì thôi về đi. Đó, vậy thì khi mà mình nhận diện thì sao? Ai mà mời chào mình một cái dự án nào đó thì mình cũng rất là nhanh, đúng không? Nhận diện. Có mã số xin chưa? Cho tôi mã số xin. Được rồi. Để về công viên sẽ nghiên cứu. Đúng không? Mình vào cái tổ chức đây xin mình đang phát. À đúng, là cái tập đoàn này rồi. Lúc đó là nó có chuyện trang web tất cả một cái. Lúc đó mình nghiên cứu, đúng không? Phải không? Thì cố gắng làm sao nha, phải hiểu cái này để chứng minh cho con khỉ biết là đây là mày lấy nhìn đô đây mua được rất nhiều. Cái thứ hai nữa là tổ chức BDPI này thì mình cũng phải vào coi sứ mệnh nó như thế nào, nó thuộc cơ quan chính phủ hay là nó thằng nào nó tự lập lên, đúng không? Hai tổ chức này. Rồi thêm là cái tổ chức ví dụ như KPI, MRI, rồi giờ thêm một tổ chức là BDO, nó kiểm toán, cái này kiểm toán. Mình coi thử lịch sử nó như thế nào. KPI MRI này đó là nó thành lập rất lâu rồi, mà giờ riêng nó đi kiểm toán trên toàn cầu, nó hoạt động trên 140 quốc gia. Cái gần thu của nó năm 2018 là đã gần 30 tỷ đô la. Đó, vậy thì nó có đủ uy tín để kiểm toán cho một phần tờ quay. Và cái thằng này là thằng nào? Cái sàn mà EFC, sàn này trao đổi chứng khoán thì được nó một ngày á nó có nghìn tỷ đô nó giao dịch cái sàn này, mà nó hoạt động dưới thằng này. Tất cả các tập đoàn bảo hiểm lớn hoạt động dưới thằng này. Đó, vậy thằng này giám sát quá trình kêu gọi vốn và sử dụng vốn của tập đoàn RW thì mọi người cứ tin, mọi người cũng vẫn tin để góp vốn vào đó. Đó, vì vậy là gì? Mình phải hiểu được chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức một, chứ đừng có thao thao bất tuyệt cơ. Có mãi xin lỗi anh ơi, như con khỉ đưa nhìn đâu đâu lấy đâu, đưa cái chuối lấy. Đó là đa số anh em bị bóc cái này, cố gắng nhé. Rồi giờ là dành cho chương trình là đặt câu hỏi. Anh Tiến có câu hỏi gì không? Hồi nãy nắm tay câu rất là sự
tới 50 triệu thôi, sinh ra thì mình hơn. Chắc chắn là như thế. Bởi vì mình đầy đủ các điều kiện, đúng không? Và mình đang đầu tư vào một cái tập đoàn lớn nhất toàn cầu. À, vậy thì tại sao Vũ nói là nhất lớn nhất toàn cầu? Thì tất cả anh em làm đối tác thường thường là mình xài là thảo quyết, đúng không? Và trong thảo quyết đó có luôn sẵn luôn là cái chứng khoán, cái app. À, vậy thì mình nhấp vào đây. Những cái gì liên quan đến giao thông thì mình tải về. Ví dụ như Toyota đi. Đây, nhấp vào Toyota. Nó cũng có tắt bao nhiêu lần rồi, nhưng mà giờ nó đang trên là 148 đô la phết 52 cent ngay lúc này. Giá trị vốn hóa của nó nằm dưới đây này. Ít anh em nào để ý là 206 tỷ. Chứ cho là 207. Đây là giá trị vốn hóa ngay lúc này của tập đoàn Toyota. Nếu ai có 207 tỷ là mua đất luôn, đúng không? Vậy sao bây quay mình thì sao? Năm 2013 được định giá mấy? 1 đô la. Lúc đó là mới là lý thuyết, và những cái con tàu đang nằm trong phòng thí nghiệm thôi. Định giá 1 đô la thì mình đã được định giá bao nhiêu? 400 tỷ 800 400 tỷ 866 triệu 433 nghìn. Khi chào làm giàu mình sẽ nói 400 tỷ đô. Mình mới 1 đô nhé. Năm 2013 lúc đó là chưa, giờ lương lại rồi, đúng không? Đó, vậy thì mình đang là gấp đôi Toyota. Mà những cái con người đó là gì? Chỉ là mặc cái áo Toyota thôi để đi vào và bảo dưỡng thôi, là nó gặp mình nó cũng lên cái mặt rồi ạ. Đúng. 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 Đó là những cái nhân viên mà làm cho Toyota thôi, đó, đi bán xe thôi mà cũng rất hạnh diện rồi. Còn mình là cổ đông của một tập đoàn đồng sở hữu công nghệ lớn. Mình lên 10 đô thì bao nhiêu? Lên 100 đô bao nhiêu? Và 1000 đô là bao nhiêu? Tesla nó chỉ giải quyết mỗi vấn đề của hãng thôi, đúng không? Một tên lửa nó thực sự ra rồi, tàu 1200 km trong cái Hyperloop thì mình cũng có, mình có đến 200 công trình khoa học rồi, đúng không? Có hết. Và xe Tesla nó vẫn chưa sử dụng là gì, năng lượng sạch, nó phải cắm mọi điện tái tạo, đúng không? Mình là sử dụng năng lượng tái tạo, và vừa qua là nó cũng đã cán mốc mấy 4000 đô cho một bộ. Giúp Elon Musk đứng đầu gọi là giàu nhất thế giới trong 6 tuổi. Và giờ nó đang đạt, cũng gần nó đang đạt. Rồi, cái hãng máy bay Boeing nha. Boeing là lâu đời rồi đúng không? Ai cũng biết, ai đi máy bay rồi. Máy bay Boeing nó phân tách rất nhiều lần rồi nhá. Nhưng mà giờ ngay bây giờ nó là 223 đô. Giá trị vốn hóa ngay lúc này là 130 tỷ đô la. Mình 400 tỷ, mình gấp mấy lần mua đi. Thì cái này nó nằm trên điện thoại này rồi. Ở vậy thì sao? Để mà mình thuyết trình với đối tác thì mình phải chứng minh được cái tập đoàn nó du lịch nó lớn ở nào so với mình, đúng không? Để mình xứng đáng với mình. Ngồi tiếp để nghe, để tìm hiểu cái kỹ thuật. Thì tất cả cái này là kỹ năng mềm. Thì đây là cái kinh nghiệm mà trong thời gian qua anh làm và anh tích lũy. Còn riêng ngày chủ tịch Unity thì ổng là gì? Tập đoàn gọi 4G Internet. Ai biết được thì đầu tư. Và ngài chỉ nói một câu thôi, ưu đãi đặc biệt cho các cổ đông. Khi nào trở thành cổ đông rồi đi ưu đãi. Chứ người ta không có dụng. Vậy thì khi chúng ta là cổ đông, là đối tác của tập đoàn Huawei, là mình thì vừa cổ đông vừa người đồng sở hữu, thì anh em cố gắng làm sao mua đây. Cũng là Toyota nhé, nhưng mà gõ trên một tìm kiếm là Toyota thì có cái gì nó xảy ra.
sàn đấy, nó niêm yết là có cái sàn là 148 này, có chỗ là 74, có chỗ 88 này, có chỗ là 7969 này, 4545 này, 9769 này, đó rất nhiều mức giá. Đó vậy thì Segway sau này cũng thế, đây là cổ phần gốc. Chúng tôi cho ta tôi Việt Nam, Việt Nam cũng có miền Nam, miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên mà, đúng không? Vậy thì ai góp vốn vào thị trường nào mà chỗ đó nó bán được nhiều thì cổ phiếu nó tăng giá và lợi nhuận ở chỗ đó nó tăng. Thì sợ quay mình cũng thế, sợ quay giờ là mình đang may mắn là sẽ được cổ phần gốc. Bao nhiêu công trình khoa học của ngài thì mình đều được hết, hay dùng bất kỳ đâu bất kỳ đâu trên toàn cầu mình đều làm được nhập cũng tất. Còn sau này theo dự kiến đó là ngày 30 tháng 6 một mảnh năm ngoái là mình dừng chân vào đủ của hợp đồng chuyển qua một số xuất tịch, lúc đó là mình mở đủ về những dự án mục tiêu, ví dụ như dự án là 500 tỷ đô, ví dụ thôi nhé, thì vốn đối ứng của tập đoàn có thể bỏ ra 250 tỷ, còn 250 tỷ kia mình phát hành bằng đồng tiền giá trị dự kiến là không thấp, không một đô la cho một xuất tịch. Và cái bức hình này nó khác với Bitcoin, tại vì nó là giá trị thật của dự án mà nó tăng theo các dự án chứ không phải là được như là Bitcoin. Và cứ mỗi cái dự án như thế thì mình đều phải vốn và nó vốn cho đến nó dùng 50 năm sau cũng không thể, đúng không? Và sau này anh em làm đối tác có dễ không? Khi như tương đối với ta rồi mà trù lên khoảng nên đấy, nó khởi công rồi thì quá dễ, lúc đó lặt cả tô lô ra, ông muốn đầu tư mà sản phẩm nào máy bay người lái, cái gì mình cứ đặt xuống chân không nguồn sinh học thành phố Tiến Vinh ở quốc gia nào đó nó có cái giá trị như thế, anh nghiên cứu bằng cái catalog đi chưa, rồi khi nào anh nghiên cứu kỹ anh chọn cái gì rồi anh chụp chứng minh qua cho tôi rồi nha, đúng không? Cố gắng làm sao những cái kiến thức mềm đó thì mình phải tích lũy. Và như người ta nói cái gì không biết thì cứ tra Google. Và cũng có một cái câu gì 50% cái trí khôn của người là gì, hỏi những cái câu hỏi thì mình biết tiến bộ được, đúng không? 50% còn lại là gì, lắng nghe, đúng không? Vậy thì giờ là tất cả những cái gì mà anh chị cần cần để mà trở thành một đối tác thành công xuất sắc thì mình phải biết đặt câu hỏi dựa trên cái nền tảng, dựa trên cái kinh phí rồi, dựa trên là những nhà đầu tư chuyên nghiệp cần cái gì, đúng không? Nó từ gốc cực kỳ đơn giản, nó không phức tạp. Nếu mà chưa hiểu cổ phần là gì thì mình lên Google nó cổ phần là gì, đó rồi mình lên trên Google mình hỏi cổ phiếu Apple, mình có thể quay ngược thời gian thậm chí năm 2003 nó cũng đang nằm như đấy, rồi chia lại tất cả Apple mình cứ lên mình hỏi thì để làm gì, để mình vào đó để mình tra cho khách hàng, để mình kéo luôn và mình ở dưới đó thì nó hoạt động dưới luật pháp của thằng này. Sau đó thì mình có mặt số rồi thì mình chỉ đánh vào mình cách ví dụ như em học á là ở trường nào giờ em mắc cái bằng đi, đúng không? Giờ em phải có học cái trường đó là cách mà em học tự giá thì em quay lại em khai cũng vậy. Thằng này nó cấp cho mình thì mình phải mua thằng này mình ra chứ, đúng không? Đây, không phải Google để chữ này, để phải vào trong cái tổ chức này nè. Google làm sao nó cấp phép được cho ai xin còn lên đâu mà ra. Em lên Google em gõ là iSIM.org chứ không thể nào mà em lên Google mà làm iSIM, em hiểu không? Cái này là cái khác nhau nha. Ví dụ như là mình hỏi lên Google mình nói ai xin là gì thì nó biết trả lời cho mình là ai xin. Mình về đến đây, sau đó mình phải nhắc vào cái này, mình phải đăng nhập
xin này, anh muốn là gì? Chắc là cái lịch sử của nó luôn, tại vì nó là được nó được xác định trong anh chỉ nhớ là ai ai luôn 6 1 6 8 đúng không? Ở vậy thì khi mà mình càng lên Google mình gõ ai luôn 4 1 6 tự nhiên nó cũng vậy thì
nó nhẹ hơn một ngày nữa đúng không? Tại vì sao nó nhẹ? Tại vì mình đang đứng trên vai những người khổng lồ. Mình đứng với nhà khoa học. Mình chỉ là cầu nối bắt đầu truyền tải lại thông tin thôi. Đúng không? Cái sản phẩm có rồi, chúng ta có rồi, pháp lý có là thành rồi. Không phải cái gì của mình thì nó sẽ phớ ra là mình là người trung gian để bắt đầu. Đúng không? À, vậy thì mình đã có 1.200 đô. Giờ một tháng chi tiêu bao nhiêu? 10 triệu không? Mà cứ cho là... Cứ cho là một nửa. 500 đô. Đúng không? Chi tiêu 12 triệu là 500 đô la. Còn mấy trăm? Còn 700. 700 thì đầu tư mấy? 7 gói. Đúng không? Còn 700 đô đúng không? Một tháng dư ra 700 đô, tiêu 500 đô. Có phải dư ra 700 một tháng không? 7 tháng anh em mở 7 gói cũng chắc đó. Họ trả thì mình được mà. Mình mở 7 gói. 7 gói mỗi tháng cũng là 100 đô. 100 đô, đúng không? 100 đô. 100 đô. 100 đô. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng chưa? Có 700 mà, mở 7 gói vậy đó. Làm trong 10 tháng kiên trì. Tính ra được bao nhiêu? Một gói 1.000 đô đã góp được 31.000 cổ phần đúng không? Nhân cho 7 lên. Gói bằng bao nhiêu? 7321 đô rồi đúng không? 10 tháng làm được 220.000 đô. Cứ xinh đáng để anh em làm không? Kiên trì 10 tháng có 220.000 đô đã được định giá 2013. Khi lên sàn 10 đô thôi. Không? Chứ đừng có nói là nó dùng nó đâu mà em vô không? Đúng không? Và sau này còn nhận lợi đó cũng thích những cái gì đó mục tiêu của mình sắp tới. Đó vậy thì làm giàu có khó không? Làm giàu khó không? Không. Không có. Quan trọng là không muốn làm giàu hay không? Có muốn hay không thôi. Một ngày có một người à? Nhưng tại sao là những người nản? Tại vì sao? Anh em làm đối tác hay nản là gì? Mình đi tìm sự đồng ý. Đúng không? Mình ngắm rồi. Anh Tài ngắm thằng kia rồi. Thằng này hàng chẳng lên. Cầu mong có sự đồng ý của người ta. Mà người ta không đồng ý, anh Tài cũng năng lượng. Ngày mai cố gắng thôi. Mấy đứa nhỏ làm được, mình làm được. Rồi nhắc đến người thứ hai. Lên thẳng, lắc đầu, buồn. Cũng thêm. Ngày ba còn cố gắng để cùng dạy cái nữa. Nhưng mà đâu có biết là nghe tắt ba đến tôi rồi. Và trong kim tứ đồ thì sao? 85% ở đây, 10% ở đây, 4% ở đây và chỉ có 1%. Vậy thì một trăm người mà anh Trí chọn thì chỉ có một người ở đây là tất cả họ gì? Tại vì họ có tư duy phát triển là được. Vậy thì ông Warren, ông Bill Gates đúng không? Ông đưa cái kế hoạch của ông cho bao nhiêu người? 1.200 người đúng không? Có 800 người từ chối, 300 người quan tâm và 35 người là người ngồi lắng nghe ông và chỉ có 11 người giúp ông trở thành tỷ phú đô la. Trong cái phương pháp của Đức Phật là người ba một, cũng là người ba một, cũng là 100 người, một người là người là người thầy đó. À vậy thì giờ anh em là vậy thì khi mà mình dựa vào nguyên tắc Pareto, mình dựa vào là gì? Đi tìm sự từ chối để mình không mất năng lượng và mình dựa vào những cái kế hoạch họ đã làm. Đó vậy thì mình trở thành 1 triệu phú đô la có khó không? Mình giúp một người giàu, một người có 1 triệu phú vào
thì mình được bao nhiêu? Không, tính 15 thôi. À, là mình được 150 đúng không? 150 nghìn. Và mình giúp được 10 người thì mình có 1,5 triệu. Đúng không? Mình giúp 100 người là mình có 15 triệu. Mình giúp 1,000 người thì mình có không? Đó vậy thì tại sao thằng Triệu Tâm nó tích lũy nhiều như thế? Tại vì nó giúp rất nhiều người giàu. Đúng không? Triệu Tâm là thuyền trưởng mà. Chứ lấy đâu ra mà mấy trăm tỷ để đầu tư? Đúng không? Đó vậy thì làm giàu đâu cũng khó. Nhưng mà mọi người là gì? Cứ nghĩ nó khó thì nó khó, tất cả chỉ là ý nghĩ. Thì tại sao mình không nghĩ đơn giản đi? Sao mà mở được? Mở ra tại vì đầu tư và kiến thức, tầm nhìn, trí tuệ, mối quan hệ, sức khỏe, tất cả mọi cái chứ. Nhưng mà không có tiền ra luôn. À, thay vì anh Mương ra ngoài kia đây, nhưng cậu bé đánh giày quăng vô, nó cũng có hay là trở thành từ mũ công an. Nhưng quan trọng là anh biết đường đi hay không, anh xác định được điểm A, điểm B thôi. Và anh đứng trên vai những người có mũ như thế nào, phát quỷ nhá, chặt chẽ hay chưa luôn, đúng không? À, anh em thấy sao tích lũy được 1 triệu cổ phần nó dễ hay nó khó? Đặc biệt và gì, đây là minh chứng, đây là Lê Minh Phương là sinh năm 2000, 14 tuổi, sinh năm 2001, 14 tuổi là đi làm thuê, đúng không? Phụ cho một cái quán chuyên môn anh này có và mới 6 tháng bắt tay hợp tác để làm đối tác của thầy quay thì hôm nay là tất cả được bằng 1 triệu mất. Bây giờ cũng trên 1 triệu mất bằng 1 triệu mấy, chính xác, cộng với lưu danh nữa là 1,6 triệu. Đã 1,6 triệu đã được định giá là 1 đô đô là 1,6 đô. Và giờ thu nhập bây giờ cũng ra 2,000 rồi. Đó, vậy thì khi mà mình hiểu được kim tư đồ và nó cặp với một tí may mắn là thành công, đúng không ạ? Vậy thì anh tí đặt mục tiêu bao nhiêu để em tính thời gian bao lâu, phải là thời gian đúng không, phải có mốc thời gian. Người ta hỏi câu là gì? À, tổng thống Roosevelt là nói là nếu cho tôi đốn hạ một cái cây thì dành 4 tiếng mài đều, đúng không? Nếu như anh hỏi thời gian lâu lâu để đạt được điều đó thì tại sao anh không sử dụng công nghệ để mài đều đúng không? Đúng không? Cũng lại 4 tiếng mài đều. Nếu 4 tiếng mài đều mình đến thời đại này nha, 4 tiếng mài đều mà anh cứ như là quân lập sơ nhưng con trung cái kéo xuống dưới dòng suối mà cứ nhẹ tảng đá mà phải cho nó sắt thì nó đứng trên nó tải trên đây rồi, đúng không? Vậy thì 4 tiếng mài đều thì mình làm sao mà mình ứng dụng công nghệ để làm sao đó, e bên này cái nó e bên kia cái 3 giây bên này 3 giây bên kia nó sắt luôn đó, thì anh mới có một mà đủ nè. Chứ đừng có anh đừng có phải với mình thời gian bao lâu, quan trọng là anh học nhất là anh ứng dụng cái máy nhanh. Chứ còn riêng em nói là gì, khi em bước xuống thành phố Hồ Chí Minh em làm việc 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà em nghĩ đó là cả cuộc đời. 1 tiếng đồng hồ em kiếm là 3 triệu mấy cũng là bình thường, và sắp tới còn nhiều từ cái khu vực không 3 triệu 9 ngay cho 10 đô, 39 triệu thôi. Rồi, xin chào mọi người. Vâng. Có 17 người xem chương trình mình. Chào. Kìa, anh em chào anh đồng với mình. Vâng.
từ đầu đến chân. 2 tiếng nữa.